Ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn với phần đó là phần từ vựng trong sách 30 chủ đề từ vựng. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với phần đó là phần từ trái nghĩa. Buổi hôm trước thì chúng ta đã làm với từ đồng nghĩa rồi. Ok, các bạn thân mến, trước khi vào bài, các bạn kiểm tra giúp cô xem là ánh sáng âm thanh có ổn không để mình bắt đầu vào học nhé. Các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa ạ? Trước khi vào bài, các bạn kiểm tra giúp cô xem là ánh sáng âm thanh có ổn không để mình bắt đầu vào học ạ. Ok, cô chào các bạn. Các bạn thân mến, trước khi vào bài, các bạn kiểm tra giúp cô xem là ánh sáng âm thanh có ổn không để mình bắt đầu vào học ạ. Nhớ. Nào, các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ tối hôm qua cô Trang Anh có chụp cái nội dung bài học hôm nay của chúng ta rồi. Không biết là các bạn đã xem trước chưa ạ? Nếu các bạn xem rồi, chúng ta sẽ vào phần bài hôm nay của chúng ta. Rồi, em nghe rõ đúng không ạ? Hôm nay giọng của cô nó bị khàm rồi. Nhận nên là các bạn khắc phục giúp cô nhé. Được, hiện tại thì cô đang sắp sửa bị mất giọng nên là giọng của cô nó giống như kiểu là giọng nó khàn đặc ấy ạ. Nên các bạn khắc phục giúp cô. Cô sẽ chữa từ câu số 56 trở đi. Sẵn sàng không ạ? Nhận cô sẽ chữa từ câu số 56 trở đi. Trời, nó bị mờ cái đằng bên kia mất rồi. Nhận. Góc phải hơi sáng rồi, cô vừa phát hiện ra rồi. Ok, đỡ không ạ? Cô chỉnh ánh sáng xuống rồi ạ. Sẵn sàng chưa? Rồi, góc phải hơi chói. Cô vừa chỉnh xuống rồi, ổn hơn rồi đấy ạ. Cô bắt đầu chữa nhá. 5:35 rồi. Rồi, em xem trước rồi đúng không ạ? Ok, cô sẽ chữa từ câu số 56 trở đi này. Tối hôm qua chúng ta đã mất một buổi livestream bởi vì vấn đề về mạng rồi. Hy vọng là sáng nay chúng ta sẽ học ổn. Nhá. Bỏ công cô trò mình phải hiu dậy từ 5:30 sáng như này. Ok. Rồi, với câu số 56 cô sẽ có như sau. Với câu số 56, sẵn sàng chưa để cô bắt đầu dạy ạ? Với câu số 56 cô có là The teacher asked to get on with. Kì chúng ta gì ạ? Chúng ta có trong này có cái cấu trúc. Đó là cấu trúc ask somebody to do something. Đề nghị ai đó làm gì? Vậy là giáo viên đề nghị chúng tôi là phải làm sao? Get on with. Nghĩa là gì đấy? Hòa hợp với, đúng không? Theo kịp. Chúng ta sẽ có cụm từ get on with. Giờ chúng ta có cụm từ bình thường, mình có cụm từ là get on well with. Ok. Bình thường mình sẽ có cái cụm từ đó là cụm từ get on well with. Okay. Bằng với cụm từ get along with. Kia bằng với cụm từ là get along with, nghĩa là theo kịp với. Được không ạ? Vậy với câu này sẽ là the teacher asked us. Giáo viên của chúng tôi làm sao đây ạ? Giáo viên của chúng tôi đề nghị chúng tôi. Chưa? Nhưng bây giờ xem này, get on with với the exercise and we would be back in a while. And he would be back. Chúng ta sẽ có cụm từ be back. Kia cô có thêm một cụm từ nữa là cụm từ be back. Nghĩa là gì? Nghĩa là quay trở về. Nó sẽ bằng với từ return, quay trở về nhé. In a while, trong một thời gian nữa. Một lát, một chốc nữa. Vậy thì với câu này, theo ngữ cảnh câu này. Đúng không ạ? Theo ngữ cảnh câu này chúng ta sẽ có như sau. Giờ chúng ta sẽ có là giáo viên bảo chúng tôi là làm tiếp bài tập đi. Và thầy ấy sẽ quay trở về trong một lát. Đúng không? Thầy ấy sẽ quay lại trong một lát nữa. Chứ vậy thì cô sẽ thấy được là nhớ là bài này của cô là bài tìm từ trái nghĩa. Nhớ. Ý, vậy thì cô sẽ đoán được cái cụm từ get on with của chúng ta nghĩa là gì? Nghĩa là tiếp tục. Nhớ. Vậy thì ngược với từ tiếp tục là gì? Cô có ý B với từ start, sau start cộng với verb in. Bắt đầu làm gì? Vậy thì không phải ý B. Chứ là ý C cô có từ continue doing something, tiếp tục làm gì? Vậy thì không phải ý C rồi. Bây giờ cô sẽ có ý A và ý D. Ý A cô có cấu trúc là sau finish cộng với verb in hoàn thành làm gì, kết thúc làm gì. Thế còn ý D của chúng ta với cấu trúc stop doing something, dừng hẳn làm gì. Bây giờ bạn sẽ xem cho cô là trái nghĩa với get on with. Chợ trái nghĩa với cụm từ get on with của chúng ta sẽ là finish hay là stop. Ok.
Nào 5, 6 của chúng ta không C được. Nếu mà có nhầm ấy, chỉ nhầm A với D thôi chứ không nhầm C được. Ngược với từ kết thúc, ngược với từ bắt đầu làm, ngược với từ tiếp tục làm gì, nó sẽ là từ gì đấy ạ? Ok. Ngược với cái từ tiếp tục làm gì, nó sẽ là cái từ dừng hẳn làm gì. Vậy 5, 6 cô chọn được đáp án là ý D nhé. Đó ạ. Sau câu số 5, 6, chuyển cho cô sang câu số 57. Nào với câu số 57, câu có như sau. Bài này của chúng ta toàn cụm từ là cụm từ đúng không ạ? The teacher is going to a conference next week. So a presentation will be put up. The teacher is going to. Giáo viên sẽ đi hội thảo vào tuần tới. Vì vậy mà cái bài thuyết trình của chúng ta sẽ bị put up. Vậy thì mình có thể đoán được cái từ put up nghĩa là gì? Chợ cô có anh put up này của cô sẽ bằng với anh đi lấy. Ok, bằng với anh put up nghĩa là gì? Nghĩa là trì hoãn nhá. Vậy thì nó sẽ bằng với động từ gì bây giờ? Cô có động từ go up. Chợ cô có động từ go up nghĩa là gì? Nó có ba nghĩa. Chợ nghĩa thứ nhất là nó là đổ chuông, đúng không ạ? Nó sẽ là bằng với động từ là đổ chuông này. Chợ nó bằng với động từ thứ hai là exploded, nổ tung. Ok. Và nó sẽ bằng với từ thứ ba là từ spoiled. Chợ spoiled nghĩa là gì? Hỏng, hư. Nhớ vậy cô sẽ có như sau này. Cô nói lại này. Cô có động từ go off của chúng ta bằng với ring, đổ chuông. Nó sẽ bằng với từ explode nghĩa là nổ tung. Và nó sẽ bằng với từ spoil nghĩa là hư hỏng. Ôi thiêu. Vậy ở đây cô sẽ không chọn ý D được. Ngược với cái từ trì hoãn sẽ là từ gì? Cô có ý C với từ carry out nghĩa là tiến hành. Vậy ngược với từ hoãn lại nó sẽ là từ tiếp tục tiến hành. Thì cô chọn được câu 57 là ý C. Ý B với động từ take off. Anh này của cô có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất của cô nghĩa là cất cánh. Nghĩa thứ hai là cởi, cởi đồ ra ấy. Và nghĩa thứ ba là thành công. Thế còn ý A của cô với động từ co-op. Chợ được động từ co-op của chúng ta nó sẽ tương đương với từ cancel. Nghĩa là gì đấy ạ? Nó sẽ tương đương với động từ cancel nghĩa là gì? Nghĩa là hủy, đúng không ạ? Nghĩa là hoãn, nghĩa là hủy. Được không ạ? Rồi, xong câu số 27. Chuyển cho cô, sau câu số 57, chuyển cho cô sang câu số 58. Với câu số 58, cô có câu này như sau. Cô có từ component, nghĩa là các thành phần, các thành phần. Các thành phần mà không cần thiết, cần phải loại bỏ. Và gì là những cái phần mà không cần thiết thì nên được gỡ bỏ khỏi cái chương trình này. Để mà reduce, giảm cái workload, cái khối lượng bài vở cho học sinh. Vậy cô suy ra cái từ remove from nghĩa là loại bỏ. Ngược với từ loại bỏ sẽ là từ gì? Chợ cô sẽ có cấu trúc như sau. Cô có từ remove from. Chợ nó sẽ bằng với cụm từ get rid of, loại bỏ nhá. Nó sẽ bằng với cụm từ get rid of, nghĩa là loại bỏ. Vậy thì cô sẽ không cho ý D vì cô cần tìm từ trái nghĩa. Cô có động từ take off nghĩa là cởi, cất cánh. Vậy cô sẽ không chọn. Nhưng cô có động từ take away nghĩa là gì? Chợ cô có động từ take away nghĩa là mang đi. Vậy cô sẽ chọn được ý A với từ edit to. Ngoài với cái từ loại bỏ, gỡ bỏ thì cô sẽ có từ add to nghĩa là thêm vào. Chờ ý A của cô là thêm vào. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là bài hôm nay của chúng ta bài hôm nay của chúng ta không khó, đúng không ạ? Những cái cụm từ này nó không quá khó. Rồi xong câu số 58, chuyển cô sang câu số 59. Với câu số 59, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Thì với câu số 59 cô sẽ có như sau. Chúng ta sẽ có là em là mục đích. Cái mục đích cái gì đó của cái việc học suốt đời là làm sao better. Better cho trường hợp này đóng vai trò là động từ chứ không phải là tính từ. Là cải thiện bản thân. Cho cái sự phát triển về personal, về cá nhân và professional, về chuyên nghiệp. Thì cô sẽ suy ra cái từ ultimate nghĩa là quan trọng nhất. Chứ vậy thì ngược với từ quan trọng nhất sẽ là từ gì? Mục đích quan trọng nhất của việc học suốt đời là cải thiện bản thân mình cho cái mục đích phát triển cá nhân và hoặc là và là cái mục đích chuyên nghiệp, nhựa mục đích cho công việc. Nhớ chưa, câu hỏi cô sẽ có từ personal ghép với từ development hoặc là từ professional ghép với từ development, sự phát triển cá nhân hoặc sự phát triển công việc. Thì từ đó cô suy ra từ ultimate nghĩa là quan trọng nhất. Chứ vậy ngược cái từ quan trọng nhất sẽ là gì? Cô có ý A của chúng ta. Cô sẽ có ý A của chúng ta. Từ đấy cũng nghĩa là vô cùng hoặc là cực kỳ. Vậy cô sẽ không chọn ý A. Chợ ý B cô với từ secondary nghĩa là thứ yếu. Chợ thế còn ý C cô với từ đó là từ trivial nghĩa là ít quan trọng. Ý D với từ main là chính. Vậy cô sẽ có là ngược với cái từ quan trọng này sẽ là cái từ mà ít quan trọng nhất. Nên câu 59 cô chọn được ý C.
Xong câu số 59 chuyển cô sang câu số 60. Chợ 60 cô sẽ có từ nào đấy? Ngày nay đúng không ạ? Lifelong learning, việc học suốt đời. Nhờ được tạo điều kiện bởi cái nền tảng học trực tuyến. Nhờ cô sẽ có từ e-learning, nghĩa là điện tử, platform là nền tảng. Vậy ngày nay cái việc học suốt đời được thúc đẩy, nhờ được tạo điều kiện bởi cái nền tảng học điện tử. Thì cô suy ra cái từ facilitate, nghĩa là tạo điều kiện, facilitate, tạo điều kiện nhá. Vậy ngược với từ tạo điều kiện nó sẽ là gì? Chợ anh này của chúng ta sẽ bằng với từ enhance, ghép bằng với từ boost, ok, bằng với từ promote, thúc đẩy, nhờ. Đấy, nó bằng với một loạt những từ này. Vậy thì ngược với đó sẽ là từ gì? Cô có, nó bằng với cả assist. Chợ nó sẽ bằng với cả động từ assist là hỗ trợ nữa. Thì cô có ý đê của cô thì sao? Chợ cô có ý đê với từ đó là từ asset. Chợ cô sẽ có động từ asset, động từ đấy có nghĩa là truy cập, tiếp cận vào. Ok, thế còn ý B của ý C thì sao? Ý C cô sẽ có động từ là assess, là đánh giá. Hai này khác nhau này. Được chưa? Đánh giá. Thế còn ý B cô có động từ assess là trợ giúp. Vậy nó đồng nghĩa rồi. CD thì không phải. Cô cần trải nghĩa vậy ngược với cái từ trợ giúp. Ngược với từ tạo điều kiện. Sẽ là từ gây cản trở. Thì cô sẽ chọn đáp án là ý A với từ hinder. Trợ với từ hinder nghĩa là gây cản trở. Từ đó cô chọn được câu 60 là ý A em nhé. Sau câu 60, chuyển cho cô sang câu số 61. Chờ câu 61 cô có từ quality of learning, chất lượng của việc học. Chất lượng của cái việc học đấy đã được cải thiện. Là gì là chất lượng của cái của học, chất lượng học tập được cải thiện. Có thể bring about. Chúng ta có cái cụm từ brought about này mang với hai nghĩa. Chờ cô sẽ có nghĩa thứ nhất của nó nghĩa là gây ra. Chờ nghĩa thứ nhất của nó là gây ra. Và nghĩa thứ hai của nó với nghĩa là mang lại. Vậy dịch là chất lượng học tập được cải thiện có thể làm sao? Có thể được gây ra hay có thể mang lại bởi cái gì đấy? Bởi những cái tiện ích của máy tính và những cái other. Người ta dùng other cộng với các danh từ số nhiều, đúng không? Other mobile device, những thiết bị khác. Vậy cô sẽ suy ra từ improve nghĩa là được cải thiện. Vậy thì ngược với từ được cải thiện sẽ là từ gì? Ý A với từ promote nghĩa là được thúc đẩy. Chợ ý B với từ increase. Nhớ với từ increase nghĩa là được tăng lên. Ý C với từ enhance được cải thiện. Vậy thì cô cần trái nghĩa cơ. Cô chọn được đáp án của câu 61 là ý D. Chợ 61 ý D cô sẽ có từ đó là từ deteriorate. Nhớ với từ deteriorate nghĩa là gì? Nghĩa là trở lên tồi tệ hơn. Nhớ. Cái này của cô nó sẽ bằng với từ worsen. Chợ nó sẽ bằng với từ worsen, trở lên tồi tệ hơn. Sau câu số 61 chuyển cho cô sang câu số 62. Nào với câu số 62 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Cô có cả một cụm từ là modern technology, công nghệ hiện đại. Chúng lên là mạnh mẽ. Chờ vậy thì mình có thể đoán được cái từ kia của cô ạ. Cô sẽ có từ advocate nghĩa là gì? Cái sự ủng hộ mạnh mẽ công nghệ hiện đại. Nhờ. Ủng hộ mạnh mẽ công nghệ hiện đại thì cha mẹ của Amy đã khuyến khích cô ấy. Cô có cấu trúc đó là cấu trúc encourage somebody to do something, khuyến khích ai đó làm gì. Cha mẹ cô ấy đã khuyến khích cô ấy sử dụng laptop, nhựa sử dụng máy tính bảng để làm bài tập. Vậy dịch là vì cha mẹ của cái cô này rất là tán thành với cái việc mà ứng dụng công nghệ hiện đại, nên là cha mẹ của cô ấy đã khuyến khích cô ấy sử dụng máy tính xách tay và máy tính bảng để làm bài tập về nhà. Từ đó cô suy ra từ advocate nghĩa là ủng hộ. Ngược với từ ủng hộ là gì? Cô có từ advocating bằng với từ supporting, ủng hộ. Chờ, cô sẽ không chọn ý A. Ý C với từ đó là từ advising, nghĩa là khuyên bảo, cô sẽ không chọn. Chờ cô sẽ có ý D với từ refuse, nghĩa là từ chối. Ngược với từ ủng hộ thì cũng không phải là từ từ chối. Nên là cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý B. Ý B cô sẽ có từ impugn, nghĩa là công kích. Này chúng ta sẽ bằng với từ direct, bằng với từ object. Ok, bằng với từ object. Nghĩa là phản đối, nghĩa là công kích. Đó ạ, bằng với từ disapprove. Bằng với từ disapprove nữa. Nhớ. Sao chưa xong chưa? Nên câu số 62 của chúng ta, đáp án của câu này là ý B. Sau câu số 2 chuyển cô sang câu số 63. It is crucial that. Chúng ta sẽ có cái cấu trúc như sau. Tức là cấu trúc it is mà đi với từ crucial. Ok, đi với that. Đằng sau cộng chủ ngữ cộng verb chia nguyên dạng cho tất cả các ngôi. Đây là cấu trúc của thức giả định. Trở về dịch là đó là cực kỳ quan trọng. Đó là điều rất là quan trọng rằng chúng ta phải cung cấp cho trẻ. Ở trong này cô lại có cái cấu trúc tiếp theo nữa. Đó là cấu trúc provide somebody with something.
cung cấp cho ai cái gì, provide something for somebody, cung cấp cái gì cho ai. Và đó rất là quan trọng để chúng ta cung cấp cho trẻ với cái, đúng không, với một cái sự giáo dục làm sao, với một cái sự giáo dục rất là decent. Cái sự giáo dục đó mà nó phải làm sao, focus on là gì, tập trung vào cái việc cultivate, trau dồi những cái essential là cần thiết, kỹ năng cần thiết cho học sinh để trở thành nhà quốc tế. Vậy thì cô suy ra cái từ decent của chúng ta nghĩa là tử tế tốt, được không ạ? Nghĩa là tử tế tốt nhá. Vậy nghe sao đó rất là quan trọng, rằng là chúng ta phải cung cấp vào gì ạ, cái việc mà chúng ta cung cấp cho trẻ với một cái sự học tập, đúng không ạ, một cái nền giáo dục tốt, cái nền giáo dục mà nó tập trung vào việc trau dồi những kiến thức cần thiết cho trẻ để trở thành nhà quốc tế là một cái điều rất là quan trọng. Thì cô suy ra từ decent nghĩa là tử tế. Người cái từ tử tế sẽ là từ gì? Nó có ý với từ sufficient nghĩa là đủ, vậy cô sẽ không chọn ý A. Cô sẽ có ý B của cô, ngược với từ tử tế, ngược với từ đúng đắn, ngược với từ tốt. Cô sẽ có ý D với từ proper. Với từ proper của chúng ta nghĩa là phù hợp, vậy cô sẽ không chọn vì cô cần trái nghĩa cơ. Ý C với từ unattached. Unattached nghĩa là không gắn bó, không gắn kết, vậy cô cũng sẽ không chọn. Từ đó 63 cô chọn được ý B. Chứ ở 63 ý B cô sẽ có từ inappropriate. Chứ với từ inappropriate nghĩa là gì? Nghĩa là không phù hợp, không thích hợp. Xong chưa, xong chưa? Nhờ xong câu số 63, chuyển cô sang câu số 64. Nhờ câu số 63 bạn sửa cho cô ấy. That này thay thế cho a decent education. Đây là cái từ focusing này của em. Đổi cho cô thành từ focus. Ok. Nhớ đổi cho cô thành từ focus. Đó, sửa cho cô 63 như vậy. Sau câu số 63 chuyển cho cô sang câu số 64. Nào với câu số 64, các bạn đã chọn được đáp án của câu này là ý gì? Ok. Xong câu số 63 chuyển cho cô sang câu số 64. Đó, với câu số 64 chúng ta sẽ có như sau. Cô có cái động từ, đó là động từ criticize, nghĩa là chỉ trích. Một số người đã chỉ trích cái việc sử dụng, sử dụng một cách làm sao đây, những cái loại thiết bị điện tử hiện đại trong việc học. Học sinh dần dần trở thành quá phụ thuộc vào. Cô sẽ có từ dependent on. Phụ thuộc vào. Ngược với nó thì cô sẽ có independent. Đi với giới independent, đi với giới từ of. Vậy thì nhiều người đã chỉ trích cái việc sử dụng thiết bị điện tử hiện đại một cách làm sao mà học sinh dần dần quá phụ thuộc vào vào những cái tiện ích này để mà giải quyết thậm chí cả những cái bài rất là đơn giản nhất, giống như kiểu là một cái bài toán, giống như kiểu là một cái phép tính rất là đơn giản, ví dụ như 25 x 25 bằng bao nhiêu, đúng không ạ? Học sinh cũng không muốn động não để mà tính nhẩm mà lại phải dùng máy tính chẳng hạn, đấy kiểu như vậy. Thì từ đó cô sẽ suy ra được, dùng ngữ cảnh câu này cô sẽ suy ra được cái từ đó là indiscriminate. Với từ indiscriminate nghĩa là bừa bãi. Vậy thì ngược với từ bừa bãi sẽ là từ gì? Cô có ý A của cô với từ đó là từ conscious. Với từ conscious của chúng ta nghĩa là ý thức, nhận thức được, vậy cô sẽ không chọn ý A. Ý B của cô với từ discipline nghĩa là có kỷ luật, nên cô sẽ không chọn ý B. Cô sẽ có ý D của cô với từ wholesale. Với từ wholesale nghĩa là gì? Nghĩa là quy mô lớn. Vậy không phải, vậy cô sẽ chọn được ngược với từ bừa bãi, tùy tiện, thì cô sẽ chọn được ý C với từ selective. Với từ select của chúng ta nghĩa là có chọn lọc. Ngược với cái từ bừa bãi, vô tội vạ thì nghĩa là chúng ta sẽ có, ngược với nó sẽ là từ có chọn lọc. Đó ạ. Sau câu số 64, chuyển cho cô sang câu số 65. Bài hôm nay của cô, tại sao cô lại kiên nhẫn chữa hết cái đề này? Bởi vì đề này của chúng ta sẽ chính là đề cập đến cái việc là phương pháp học tập mới. Theo cái chủ đề là phương pháp học tập mới thì nó sẽ rất là dễ ra vào trong cái bài tập đọc hiểu. Đặc biệt là trong cái bối cảnh thi như hiện nay, năm nay có cái dịch Covid và chúng ta sẽ phải áp dụng cái việc học trực tuyến ấy, đúng không ạ? Thì cô đoán là nó sẽ có khả năng nó sẽ vào cái chủ đề về cái phương pháp học tập mới, phương pháp học tập trực tuyến ấy. Nên là cô sẽ ưu tiên cho chủ đề này nhiều hơn. Rồi cô sẽ có với câu số 65 tiếp tục này. Với câu số 65 chúng ta sẽ có như sau. Cô có từ apparent nghĩa là rõ ràng. Vậy là nó rõ ràng, đúng không ạ? Có thể nhận rõ từ cái nét mặt của cô này rằng cô ấy đã không làm bài tập về nhà. Cô ấy không phải làm bài tập về nhà by herself, tự mình làm bài tập về nhà, đúng không ạ? Cô ấy không thể nhớ được, đúng không ạ, cái cách mà cô ta đã suy nghĩ để mà tìm ra câu trả lời cho cái bài tập đầu tiên.
thì từ đó cũng sinh ra cái từ appear, nghĩa là rõ ràng. Vậy ngược với từ rõ ràng là gì? Cơ có ý A với từ evident, nghĩa là có chứng cứ rõ ràng. Vậy ý A của cô không phải. Chờ ý B của cô với từ transparent. Chờ ý B của cô với từ transparent. Chờ transparent nghĩa là nhìn thấu được, nhìn xuyên được, không phải. Giờ cô sẽ có ý C với từ inevitable, nghĩa là chắc chắn, không thể tránh khỏi. Vậy cũng không phải. Vậy cô sẽ chọn được đáp án của nó sẽ là ý D. Ngược với từ rõ ràng sẽ là từ indistinct. Chợ với từ indistinct nghĩa là gì? Nghĩa là không rõ ràng. Nhớ. Cô sẽ có từ indistinct, nghĩa là không rõ ràng. Xong câu số 65, chuyển cho cô sang câu số 66. Với câu số 66, cô sẽ là còn có một cụm này. He a little slow on the uptake. As a result, he little recall what the teacher said at school and listen for several time. Nó sẽ có như sau, anh ấy là một người làm sao? Mà vì vậy, đúng không? Anh này cô sẽ bằng với từ therefore. Do đó, do vậy. Nên là anh ta cần phải, cô lại có cấu trúc là need to do something, cần phải làm gì đấy? Anh ta cần phải ghi âm lại những cái lời giáo viên giảng ở trường. Và sau đó anh ta phải nghe lại vài lần ở nhà. Vậy thì với cái câu này, giờ bạn sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý gì? Câu số 66 dùng ngữ cảnh là anh ta phải phải thu âm lại lời giáo viên giảng, rồi anh ta phải nghe lại ở nhà. Thì suy ra anh ấy là người slow on the uptake, nghĩa là gì? Là người rất là chậm hiểu, là người tối dạ. Vậy thì ngược với người chậm hiểu sẽ là người là gì? Cô sẽ có như sau. Ý là cô là hear things easily, nghe một cái gì đó một cách dễ dàng, không phải, đúng không ạ? Thế vậy B cô với từ hard of hearing, nghĩa là người khó nghe, không phải, đúng không ạ? Thế vậy ý BC của chúng ta, cô sẽ có cụm từ này có nghĩa là chậm hiểu. Thì người cụm từ chậm hiểu sẽ là từ gì? Nghĩa là hiểu cái những thứ đó một cách hoàn toàn dễ dàng. Vậy 66 cô chọn được ý C, đúng không ạ? Rồi, thế còn ý D của cô đồng nghĩa là hiểu một với một sự khó khăn. Nếu đồng nghĩa cô sẽ chọn ý D. Sau câu số 66 chuyển cô sang câu số 67. Từ câu số 67 đến câu số 80 của cô. Từ câu 67 đến câu 70 của cô toàn cụm là cụm thôi. Các bạn chịu khó nghe hết cho cô nhé. Những cụm này rất là hay và nó rất là sát với chương trình thi của em này. Thì với câu số 67 cô sẽ có như sau. Giáo viên của bạn sẽ go round the band if you keep on. Chúng ta cấu trúc keep on cộng verb in tiếp tục làm gì? Giáo viên của bạn sẽ làm sao nếu bạn cứ tiếp tục sử dụng điện thoại trong khi mà cô ấy đang giảng? Vậy thì mình có thể đoán cái cụm từ đó là cụm từ go round. Chúng ta sẽ đoán cái cụm từ là go round the band, nghĩa là tức giận. Chờ, vậy nó sẽ bằng với từ gì? Nó sẽ bằng với từ furious. Bằng với từ furious, nghĩa là tức giận. Vậy thì cô sẽ không chọn ý A. Chờ, ngược với từ tức giận, cô sẽ chọn ý B, bên từ nghĩa là bình tĩnh. Chờ, ý C, cô có từ resentful. Chờ, anh này cô là tính từ nghĩa là tức giận, nghĩa là căm giận. Đúng không? Anh này nghĩa là căm giận, căm thù. Gốc từ của nó chính là từ resent. Và cô có cấu trúc là sau resent cộng với verb in căm giận làm gì nhá. Rồi thế còn cô có ý D của chúng ta với từ mystify, nghĩa là bối rối, được không ạ? Rồi xong câu đấy chuyển cho cô sang với câu số 69, còn hai câu nữa cố gắng cho cô này. Với câu số 29 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Cô giảng như vậy có nhanh quá không ạ? Cô có bảo với các bạn rằng là cái chương trình buổi sáng của cô là cái chương trình mà cô bị áp lực vì thời gian nên cô sẽ giảng nhanh hơn. Vì cô giải nhanh hơn nên các bạn chịu khó xem trước bài trước buổi học. Thì các bạn sẽ ngấm bài tốt hơn. Ở chợ với câu số chợ với câu số 69 cô sẽ có như sau này. In some mountain region, ở một số cái khu vực miền núi thì computers máy tính và modern technology công nghệ hiện đại ở trường học rất là few and far between. Chợ chúng ta có cụm từ. Vậy thì mình có thể đoán được cái cụm từ là few and far between trong trường này nghĩa là gì? Ở những khu vực miền núi, đúng không? Thì máy tính và công nghệ hiện đại ở đây thì rất là hiếm. Chợ rất là hiếm, vậy thì rất là hiếm, rất là khó tìm. Chợ vậy thì ngược với từ hiếm và khó tìm nó sẽ là từ gì? Ý A của cô là easy to find, dễ tìm. Thì cô chọn ý A. Ý B của cô với từ difficult to access. Chợ khó để, sorry, difficult to access, khó để tiếp cận nếu đồng nghĩa cô chọn ý B. Ý C với từ impossible to reach, không thể đạt tới. Với đây chúng ta là không thể xảy ra. Sau câu số 8 chuyển cho cô sang câu số 69. Sau câu 9 thì cô sẽ có như sau. You really need to train out and try some creative technique to learn instead of. Chúng ta có cấu trúc instead of cộng với verb in.
Rồi tiếp về chúng ta sẽ có cái cấu trúc, đó là cấu trúc gaze upon, nghĩa là gì? Nghĩa là nhìn chăm chú vào. Chợ và chúng ta lại có một cụm từ nữa, đó là cụm từ learn something by heart, học thuộc lòng cái gì. Nhớ. Phiên dịch là sao này? Trong này cô còn có cấu trúc nữa là need to do something, cần phải làm gì. Nhớ. Bạn cần phải làm sao đây? Bạn cần phải thay đổi đi và thử một cái biện pháp, một cái kiểu nào đấy, đúng không? Hãy thử một cái cách nào đó nó sáng tạo hơn, creative, sáng tạo hơn để mà học, thay vì cứ nhìn chăm chăm, đúng không? Thay vì mà cứ cứ gọi là chăm chăm vào cái cuốn sách như vậy và học thuộc lòng nó. Đấy, cô sẽ suy ra cái cụm từ trend. Chờ, cô sẽ suy ra từ trend cho tôi, nghĩa là thay đổi. Vậy ngược với từ thay đổi sẽ là từ gì? Cô có ý B, ý A của cô với gốc từ là consistent, nghĩa là chúng ta sẽ có từ consistent, nghĩa là nhất quán. Thì cô sẽ có inconsistent, nghĩa là không nhất quán. Ý B cô có từ conservative, nghĩa là bảo thủ. Vậy ngược với từ thay đổi sẽ là từ bảo thủ, nên cô chọn được ý B. Được không ạ? Thế này cô sẽ có ý C của cô với từ, đó là từ invariable, nghĩa là cố định. Rồi cô sẽ có từ variable, nghĩa là dao động. Thì cô sẽ có invariable, nghĩa là cố định. Và ý D của cô với từ, đó là từ innovative, nghĩa là cải tiến. Vậy thì 69 cô chọn được ý B nhé. Giờ xong câu số 69, chuyển cho cô sang câu số 70. Ok. Với câu số 70, lại là một cụm nữa, chúng ta sẽ chọn được như nào đây ạ? Nó dịch là những cái máy tính này thực sự làm sao rồi? Và therefore, do đó, đúng không ạ? Không thể đáp ứng được. À, trong này chúng ta có một cái cụm từ rất là hay này. Đó là cụm từ meet the demand. Chợ chúng ta có cụm từ meet the demands of. Chợ hoặc là for something. Đáp ứng nhu cầu cho cái gì? Vậy thì bạn có thể đoán được, đúng không ạ? Dùng ngữ cảnh đoán được. Nó không thể đáp ứng cho nhu cầu của cả trường nữa. Thì nó suy ra là cái bộ máy tính này, cái dàn máy tính này. Chợ cô sẽ có set computers của chúng ta. Set of computer nghĩa là dàn máy tính này, đúng không ạ? Cái dàn máy tính này thực sự đã làm sao rồi? Nó không đáp ứng được nhu cầu của toàn trường nữa. Vậy mình có thể đoán cái cụm từ behind the time của chúng ta, nghĩa là lạc hậu. Nhớ nhé. Chợ chúng ta sẽ có cái cụm từ, đó là cụm từ behind time. Chợ anh này của chúng ta sẽ bằng với từ late là muộn. Thì cô có cụm từ behind the time, nghĩa là lạc hậu. Vậy nó sẽ bằng cụm từ gì ạ? Nó sẽ bằng với cụm từ out of date, lạc hậu. Nhớ. Nhưng bây giờ cô cần từ trái nghĩa cơ. Chứ ý A của cô với từ, nhớ, ý A của cô từ này nghĩa là đi trước thời đại. Vậy cô sẽ không chọn ý A. Nhớ. Thế này cô sẽ có ý B của cô với từ cutting edge, nghĩa là hiện đại. Vậy cô chọn ý B. Ý C update nghĩa là lạc hậu. Chợ ý D của chúng ta với từ old fashioned, nghĩa là lỗi mốt. Vậy thì với câu 70 cô chọn được ý B em nhé. Được không ạ? Câu 70 ý B xong chưa? Ok các bạn thân mến, vậy là cô Trang Anh đã hỗ trợ các bạn xong chuyên đề. Cô phải khẳng định là đến giờ phút này chúng ta đã xong cái chuyên đề về chủ đề đó là phương pháp học tập mới rồi. Thì ở trong cái cuốn sách này cô có thiết kế theo kiểu như sau. Cô sẽ có thiết kế, đó là nó có bài tập về phần âm, phần phát âm và bài tập trọng âm này. Chợ có bài tập về phần từ vựng này. Chợ có bài tập về phần đồng nghĩa và trái nghĩa này. Nhớ, có bài tập về phần đồng nghĩa, bài tập phần trái nghĩa này. Và nhớ, có bài tập đọc điền này, bài tập đọc hiểu này, về cái chủ đề này. Về cái chủ đề này. Nên bạn nhớ cho cô là mỗi một cái chủ đề cô đều nhấn tất cả các phần như vậy. Nên nhớ cho cô như sau, phần đọc hiểu đọc điền thì cô không chữa. Nên là các bạn nhớ cho cô là bạn nào có cuốn sách này, bạn học hết cho cô những cái chủ đề này. Bạn học hết cho cô toàn bộ bài tập trong cái chủ đề này. Vì cái chủ đề là cái chủ đề mà rất dễ sẽ thi vào. Nên em học cho cô chủ đề này nhé. Nhớ. Vì chúng ta học thực ra là học đọc hiểu để làm bài tập thôi mà. Học từ vựng để làm tốt đọc hiểu thôi mà. Nên em nhớ cho cô là dùng toàn bộ cái số từ vựng mà chúng ta đã được học ở trên này làm cho cô cái bài tập đọc hiểu với bài tập đọc điền để củng cố về chủ đề này nhé. Ok, các bạn thân mến, vậy là buổi hỗ trợ của cô Trang Anh đến đây là hết. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi chữa đề tối nay lúc 21 giờ nhé.